Xin chào tất cả các em khối 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau qua chuyên đề trình bày dữ liệu. Chuyên đề này gồm 2 bài, bài 8, sắp xếp và lọc dữ liệu. Bài 9, trình bày dữ liệu bằng biểu đồ. Trước khi vào chuyên đề thì chúng ta sẽ ôm lại bài cũ. Lần trước chúng ta đã học bài trình bày và in trang tính, bạn nào còn nhớ chúng ta sẽ làm gì để đặt lề? Chúng ta sẽ chọn File, Page Setup, vào tab Margin, vào tab Bottom, Left, Right để thay đổi. Chúng ta vào bài 8, sắp xếp và lọc dữ liệu. Cô ý ước trong bài này chữ màu đỏ và xanh là viết bài, còn màu khác là không cần viết. Quan sát hình sao và cho biết nước nào có số huy chương nhiều nhất. Em phải mất một thời gian nhất định để so sánh và phân tích số liệu, đúng không? Cô có cái bảng này, em dễ nhìn tổng cộng ra và em trả lời được cho cô liền là nước nào có số huy chương nhiều nhất. Để làm được cái việc này, vào một sắp xếp dữ liệu. Bước 1, nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu. Ở đây cô chọn cột tổng cộng. Bước 2, nháy chọn data ra biểu tượng A đến Z hoặc là Z đến A. Ở đây cô chọn từ Z đến A, tính là dữ liệu đi từ lớn đến nhỏ. Nếu cô chọn từ A đến Z thì là dữ liệu đi từ nhỏ đến lớn sẽ xếp ngược lại là 2, 7, 15, 29. Do cô chọn từ Z đến A nên đi sẽ đi ngược lại là 259, 247. Số 2, lọc dữ liệu. Có 2 bước. Bước 1, chuẩn bị. Đầu tiên là nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. Bước 2 là làm chọn data filter. Bước 2 là lọc. Nháy chuột và hình tam giác để lọc. Em nhớ có 2 bước nhưng mà 3 động tác. Bước 1 đã có 2 động tác và bước 2 là 1 động tác. 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. Cái này giảm tải. Em chỉ tham khảo phần học nhé. Bài 9, trình bày dữ liệu bằng biểu đồ. Quan sát hình sao và cho biết năm nào học sinh học giỏi nhất. Em cũng phải mất thời gian để suy nghĩ và trả lời. Sẽ khó khăn hơn nếu bạn có nhiều cột. Cô đưa ra cái bảng này dễ so sánh ha. Cũng muốn làm được cái việc này thì em vào một minh họa dữ liệu bằng biểu đồ. Là cách minh họa trực quan giúp chúng ta dễ so sánh. 2. Một số dạng biểu đồ. Biểu đồ này biểu đồ cột dùng để so sánh dữ liệu trong nhiều cột của bảng dữ liệu. Biểu đồ đường gấp khúc dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. Biểu đồ hình tròn dùng để mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu. Có nhiều dạng nha, cô nói là có nhiều dạng nhưng mà ở đây cô đại diện cho 3 dạng thôi. 3. Tạo biểu đồ. Em chọn các thao tác. Bước 1, chọn một ô có dữ liệu. Bước 2 là chọn Insert Chart. Bước 3 là vô chỉ chọn dạng biểu đồ thôi. Quan trọng là mình phải chọn cái dạng biểu đồ nào dễ so sánh.
4. Chỉnh sửa biểu đồ. A là thay đổi dạng biểu đồ. Thêm thông tin giải thích biểu đồ. Để thêm thông tin em chọn biểu đồ. Em chọn layout. Vô chart style để tiêu đề biểu đồ. Axis style để tiêu đề các trục. Và chỗ này là chú giải là giải thích. C là thay đổi vị trí kích thước biểu đồ. Làm cho biểu đồ lớn hay nhỏ đó. Xóa biểu đồ. Chúng ta sẽ gặp chỉnh sửa biểu đồ này vào tiết thực hành. Phần củng cố. Hãy suy nghĩ và trả lời cho cô sắp xếp dữ liệu gồm mấy bước. Dĩ nhiên em dễ dàng trả lời được đúng không? Gồm 2 bước. Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là làm gì em? Để minh họa dữ liệu trực quan nha. Có mấy bước để tạo biểu đồ? Có 3 bước. Hẳn giờ em học bài, chuẩn bị bài 8, 9 thì thực hành. Chúc các em học tốt.